Xin chào anh em, gần đây thì rất nhiều khách hàng sử dụng chiếc Surface Pro X SQ1, SQ2 con chip ARM ấy, thông báo với bên mình rằng tự nhiên camera của anh em không sử dụng được và nó hiện dòng chữ something went wrong đây ở trên màn hình nhá. Cái dòng chữ đó nó báo hiệu rằng anh em tạm thời không thể sử dụng được camera nữa. Mình có tìm hiểu được rằng cái phạm vi lỗi không phải ở bất kỳ một cá nhân nào cụ thể cả, mà là trên toàn thế giới anh em ạ. Chính vì thế, đây là một bản update hoặc là một bản lỗi của nhà sản xuất Microsoft tung ra, nó khiến cho phạm vi lỗi ở trên toàn thế giới. Đấy. Trong thời gian này, nếu anh em muốn sử dụng camera thì mình khuyên anh em hãy sử dụng bằng điện thoại vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ không có một cách nào để có thể sử dụng camera trên chiếc Surface Pro X chạy chip SQ1, SQ2 nữa. Mình cũng đã cố gắng cài đại máy này, mặc dù chúng mình cũng cố gắng rằng cài driver này làm mọi thứ, nhưng mà cũng đều vô tác dụng. Mong sắp tới Microsoft sẽ update, sẽ fix lỗi này để cho chúng ta có thể sử dụng được chiếc máy của anh em một cách thoải mái. Ok, video mình cũng chỉ đưa đến thông tin báo để anh em thôi. Thật sự đáng tiếc, Windows mỗi lần update thì mang lại cho chúng ta những tính năng mới, cũng mang lại cho chúng ta những cái lỗi mới. Thật sự là buồn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hãy chờ đợi bản fix lỗi nhá. Bye bye.